nhiều nông dân gắn bó với con trâu như đầu cơ nghiệp và hiện mở rộng đàn nuôi dù hiện nay cơ giới hóa ngày càng phát triển nhưng ở một số vùng con trâu vẫn có một vị trí quan trọng trong cơ nghiệp làm nông của bà con nông dân theo đó nhiều nông dân ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã chuyển đổi từ nuôi trâu nhỏ lẻ nhút tại chỗ sang nuôi trâu thả đồng với số lượng lớn bán trâu thịt không ít người đã ăn nên làm ra từ cách làm này nuôi đàn trâu 30 con, việc tìm nguồn thức ăn tự nhiên cho trâu luôn được ông Trương Văn Đẩm chủ động ngay từ trước. Bởi mùa lũ, nguồn thức ăn khan hiếm, đặc biệt giá rơm khô cho trâu ăn thường tăng cao. Đi dài đồng nhiều rộng lắm. Ở đồng này thì không có đê, chưa xả đê đó, còn ở đồng này. Còn ta xả thì giờ có khác. Bán một số trâu nuôi vô éo, đó, còn một số thì để lại. Bỏ trâu, nuôi trâu mới có ăn, đó. cực khổ mới có ăn. Ngày nay, mỗi gia đình sở hữu 3 đến 4 con trâu cái để nuôi sinh sản là có thể kiếm thu nhập vài chục đến cả trăm triệu đồng một năm. Theo thống kê của trạm chăn nuôi thú y huyện Hồng Ngự, hiện toàn huyện có gần 1.000 con trâu tập trung nhiều ở xã Thường Phước 1, chiếm trên 50%. Mô hình góp phần thực hiện chính sách phát triển đa dạng các loại vật nuôi cũng là loại hình kinh tế đặc thù của địa phương, qua đó nâng cao đời sống của bà con nông dân.